Tết đến rồi Tết là khởi đầu cho một năm mới Là dịp lễ được mong chờ nhất trong năm Vào dịp Tết Các gia đình thường gói bánh trưng hoặc bánh Tết Bánh trưng hình vuông gói bằng lá rong Bánh Tết hình trụ thường gói bằng lá chuối Cả hai loại bánh đều làm từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn mai và đào là hai loài hoa đặc trưng cho Tết ở hai miền Nam Bắc. Hoa mai rực rỡ sắc vàng, hoa đào thường có màu hồng tươi xen lẫn lá xanh và nụ hồng trúng chím. Ngày Tết, người lớn thường tặng trẻ em những bao lì xì xinh xắn với mong ước các em mạnh khỏe, giỏi giang. Tết là dịp mọi người quây quần bên nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp Tết đến rồi Tết là khởi đầu cho một năm mới, là dịp lễ được mong chờ nhất trong năm Vào dịp Tết, các gia đình thường gói bánh trưng hoặc bánh Tết bánh trưng hình vuông gói bằng lá rong, bánh Tết hình trụ thường gói bằng lá chuối. Cả hai loại bánh đều làm từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn. Mai và đào là hai loài hoa đặc trưng cho Tết ở hai miền Nam, Bắc. Hoa mai rực rỡ sắc vàng, hoa đào thường có màu hồng tươi, xen lẫn lá xanh và nụ hồng trúng chím. Ngày Tết, người lớn thường tặng trẻ em những bao lì xì xinh xắn với mong ước các em mạnh khỏe giỏi giang tết là dịp mọi người quây quần bên nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp